Cầm cha lô ca thì ba thi sa hầm ba thi ca tanh cha ly anh thì qua răng a da cha tha giàn tỳ tha sát tập ba ra chấp ca cha ti ca đề xê tù thâm măng a nu câm vi măng ba chăng xà thầm ma phê riêng vì na danh cha ca sùa tan băng thăng a phi thâm ma châm măng a cờ ta danh tơ ta tu sạch cha đằng đăng ba bơ thà nay dê bà ri sa dạ mạch chê ê quan sa hâm ba tỳ râm ma phà ga quanh tăng à gia cha tha tuấn hi pha quê na tăng bùa thơ cà ruôn nhê na thì qua sa già tán ha vua tha gia bà nê na mì ga đa văn ta tô ga tô bánh cha quát cha đa giờ này dê à măng ba dê sĩ thăm ma tô ta tô ba phu tì sam bùa thô à nu na thăm ma đê sa năng ma ga quát sa ni đê sê si sa ta nan ạch ta xích tha căng tại na sa thu ai giờ phanh tê tại sê tu thăm ma đê sa năng sa ba di tha ba di sa gia a nu cam bấm bì ca ta huệ vô minh duyên của các hành a cội căn dẫn dắt chúng sanh luân hồi biển trần khổ nổi trôi chìm đắm ma bị ngũ ma vài năm chuyển đi vì nên cầu đấng từ bi tạo thuyền bát nhã trải đi vớt người đưa qua chốn tốt tươi yên tình à bờ niết bàn chẳng dính trần ai như đèn rọi suốt trong mày chiều tia sang khắp các loài hân hoan pháp vi trong khải hoàng rầm rộ luật vị như đại cổ hoàng dương a kinh như dây buộc trên đường luân như mặt trong đẹp đường vô minh tứ diệu để đó hình vui trong giống khoa tan giấc mộng trần gian a chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng chỗ hoa lành rải tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiều khắp ba cõi rõ đường an vui tam thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi quyết đồng mở đạo dạy đời nhằm vườn lộc giả ngày dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị phù dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp ma 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chăng thôi không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rơi khắp thế gian à bởi nhân cơ tính rõ ràng thịnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni à tối mê cầu được tri tri vẹn toàn nam mô bích tha giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh
Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con học bài học ngày hôm nay. Dạ, sa thú lành thay Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính nhân mít đến sư ạ. À. Nam mô Bụt Đà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sàng Khà Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Thượng Đạt, cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào đại chúng ở Trung Trung. Hôm nay chúng ta tiếp tục học về cái phần gọi như là tạp loại yếu hiệp, tạp loại yếu hiệp. Ở trong cái phần tạp loại yếu hiệp này thì chúng ta đang học đến là thập nhị chi đạo, là thập nhị chi đạo. Vậy thì hôm nay cái bài học của chúng ta là cái phần chánh định, samma samadhi. Ở trong cái tạp loại yếu hiệp này, mà trong phần tập nhị chi đạo thì chúng ta sẽ học về chánh định và tà định. Vậy thì để bước vào cái đề tài mà chúng tôi giảng ngày hôm nay thì xin thành tâm làm lễ tam bảo một cách đủ tắc trước khi đi vào bài học. Arahang samma sambuddho bhagava buddhavantang apivademe Sokato Bhagavata Tammo Tammang Namasami Suppatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sanghang Namami Lokasanatang Varamuttamahang Buddhan Chak Tamman Chak Bat Namami Sanghang. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt, xin thành kính dâng đến Chư Tôn Đức Tăng và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm từng được an lạc. Nam mô Bụt Đà Giá. Kính thưa quý vị, ở trong cái phần thập nhị chi đạo này đó, nó có chánh định và tà định. Vậy thì bây giờ chúng ta tìm hiểu cái cách để mà mình tu tập, có nghĩa là cái cách để mà mình đi đến là với chánh định. Khi mà chúng ta biết được chánh định rồi đó, thì những cái gì mà nó không có ở trong chánh định thì lúc đó thì cái đó chúng ta được kêu là tà định. Vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái phần chánh định trước. Quý vị thấy rằng ở trong kinh Đức Phật dạy cho chúng ta, hãy khi nào mà chúng ta nói đến chánh định là chúng ta tìm ở trong những bài kinh Đức Phật đều dạy cho các vị tỳ kheo về cái câu Phật ngôn này: các tỳ kheo, thế nào là chánh định? Ở đây trong giáo pháp này, tỳ kheo ly dục, ly ác bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm với tứ hỷ lạc định. Tỷ kheo diệt tầm diệt tứ, chứng và trú thiền thứ hai. Tỷ kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác mà cảm thọ các bậc tánh, gọi là cái thiền thứ ba. Rồi tỷ kheo xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu, đã cảm thọ từ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Thì quý vị, tại sao mà chúng tôi phải đọc lời cái phần chánh văn? Thường thường á, quý vị thấy rằng khi mà nhắc đến chánh định là Đức Phật đều nêu lên cái phần đó để mà cho chúng ta biết được. Thành ra chúng ta cứ căn cứ, rằng hãy mà đối với một cái vị mà khi mà chúng ta tu tập, chúng ta đạt được những cái tầng thiền đó thì như vậy gọi là chánh định. Vậy thì đối với chúng ta đọc ở trong kinh điển, chúng ta thấy thì nó dễ, nhưng mà khi mà tu tập thì nó phải có bài bản, hoặc là nó phải có cái công thức
hoặc là nó phải có cái đường lối. Chúng ta tu tập thì chúng ta mới có cái khả năng mà chúng ta đạt đến. Vậy thì trước tiên là quý vị thấy rằng Đức Phật dạy cho chúng ta như thế nào? Đức Phật dạy cho chúng ta là phải đi đến một cái, tìm ra một cái chỗ thích hợp. Có nghĩa là chúng ta đi vào một cái khu rừng, hay là một cái ngôi nhà trống, hoặc là ở dưới một cái cội cây, để cho chúng ta ngồi, chúng ta tu tập, chúng ta ngồi tại đó chúng ta tu tập. Ở trong đây đó thì chúng tôi cũng nói luôn, có nhiều người người ta hỏi rằng nếu mà ở trong thời nay đó, làm sao mà mình tìm được cái trú xứ đó, cái trú xứ gọi là một cái ngôi nhà trống hoặc là một cái cội cây đó, thì ở trong thời nay làm sao mà mình tìm được cái trú xứ đó. Thì các vị thiền sư ở trong cái thời cận đại này đó, các vị cũng dạy cho chúng ta là mình không có thể đi vào cái khu rừng hoặc là dưới cội cây được. Mình sẽ ngồi hành thiền ở nơi cái phòng của mình, hoặc là chúng ta ngồi chúng ta tu tập thiền chung với các vị hành giả, các vị thiền sinh. Nhưng mà ở trong tâm của chúng ta, chúng ta phớt lờ, chúng ta phớt lờ cũng giống như là mình ngồi mình vậy, cũng như giống như là mình ngồi mình đừng để ý đến cái hội chúng. Thật ra đó, chúng tôi thấy cái điều này nó rất là hay. Quý vị, hồi trước đó, mình có cái cảm giác rằng khi mà mình tu tập đó, mình hành thiền đó, thì phải có cái hội chúng nó đông. Thí dụ như gọi là thiền đường, hoặc là một cái tập thể nó đông người. Nhưng mà sau một cái thời gian mà chúng tôi được đi đây đi đó, nhất là ở những cái trường thiền, quý vị thấy rằng có những cái mùa, ví dụ như mùa hạ, trường thiền nào ở bên Miến Điện cũng từ 700-800 vị hành giả trở lên. Có trường thiền như trường thiền ngày Bảo Ốc là tới 1000 mấy, là 1000 mấy. Nhưng mà quý vị biết rằng cái ngày thường như trường thiền Siêu Minh, trong những cái ngày thường quý vị biết rằng có nhiều khi lác đác có 8 người, 10 người, có nghĩa là 8 vị hành giả, 10 vị hành giả. Nhưng mà người ta vẫn tu tập được, người ta vẫn tu tập được. Thành ra chúng tôi nói rằng là đối với đời sống tu tập về thiền thì chúng ta nên chọn cái chỗ nào mà chúng ta cảm thấy thích hợp. Chứ chúng ta đừng có nghe như những người ta nói tu thiền thì phải tập trung nhiều người lại, tu vậy nó mới vui. Thật sự là nó không có vui, quý vị. Chúng ta tìm cái sự an tịnh cho nội tâm của mình, mới cái đó mới là cái niềm vui thật sự. Quý vị biết rằng thật sự ra trong cái thời gian mà từ khi mà Hòa Thượng Ân Sư của chúng tôi viên tịch, mình bây giờ mình mới cảm nhận được đây là một cái sự mất mát rất là lớn cho bản thân của chúng tôi. Ngày xưa mà đến những cái chi pháp này, những cái bài học này, chúng tôi đến với Hòa Thượng là chúng tôi hỏi rất là nhiều. Có nghĩa là mình sẽ tìm hiểu được rất là nhiều ở trong cái cách tu tập, hoặc là ở trong cái chi pháp. Nhưng mà bây giờ ngày nay vẫn còn, không còn gặp được Hòa Thượng rồi. Thành ra quý vị sẵn ở trong cái đề tài này giảng, chúng tôi cũng tâm sự chia sẻ với quý vị. Chúng tôi nghĩ rằng phải chi mình mà biết trước được cái sự ra đi của Hòa Thượng sớm quá, thì trong những ngày qua mình gần gũi với Hòa Thượng nhiều hơn, mình gần gũi với Hòa Thượng nhiều hơn, nó hình như là nó sẽ thấm nhuần cái đạo vị nhiều hơn. Có những cái buổi mà quý vị biết 8-9 giờ tối đó, chúng tôi lên chúng tôi dâng một chút sữa cho Hòa Thượng thôi. Quý vị biết rằng Hòa Thượng, đối với các vị Hòa Thượng không có uống những cái, ít khi nào mà uống những cái loại sữa ông thọ, sữa ông thọ rồi pha nước sôi vô đó, pha nước sôi vô đó, thì các vị ít khi nào uống lắm, các vị ít khi nào uống lắm. Tại sao quý vị biết không? Hình như là ngán quá, ngán quá. Nhưng mà đối với chúng tôi
thì chúng tôi dâng đến Hòa Thượng thì Hòa Thượng uống liền. Tại vì quý vị biết sao không, chúng tôi làm cho Hòa Thượng có chút xíu à, có cỡ chừng cái ly mà ly nhỏ mà người ta, cái ly ly chúng tôi làm cho Hòa Thượng cỡ chừng một tách trà à, một cái ly đó, nó, ly sữa đó nó ít như cỡ một cái tách trà vậy đó, tách trà lớn lớn đó. Rồi chúng tôi pha chút xíu cà phê vô cho nó thơm à, nó bán cái mùi sữa đi nhiều à, bỏ chút xíu cà phê vô nó có vị thơm thơm. Thì quý vị biết rằng Hòa Thượng uống lúc nào à, Hòa Thượng cũng thấy rằng là còn thèm à, cũng như là còn muốn uống nữa. Thì sau này đó quý vị biết rằng á, Hòa Thượng mới biết rằng á là à, trời, alo à, được được à, được, tại sư đang dẫn bài à. Quý vị biết á, là sau này á, Hòa Thượng mới biết rằng là tại vì chúng tôi pha rất là ít à, pha sữa rất là ít, mà quý vị biết rằng cái gì mà ít á, thì uống nó ngon à, uống xong rồi á, hình như là để chừng một hớp vô là hết một cái ly sữa rồi. Thành ra người ta uống người ta cảm thấy nó ít mà nó còn thèm thèm quý vị. Còn có nhiều khi á, có nhiều người người ta không biết á, người ta pha một cái ly lớn là một cái ly lớn lên, thành ra mình nhìn là mình ngán rồi, nhìn rất là ngán. Thì ở cái chỗ này á, tại sao mà chúng tôi chia sẻ với quý vị những cái điều này? Tại vì lúc đó chúng tôi lên, chúng tôi học với Hòa Thượng rất là nhiều à, rất là nhiều. Đến nỗi mà sau khi mà chúng tôi học rồi á, Hòa Thượng nói rằng là một buổi nói chuyện như vậy là nó hơn là 10 năm đọc sách. Nhưng mà sư nên nhớ rằng á, là sư phải có 10 năm đọc sách thì sư ngồi một buổi mà thảo luận như vậy đó thì coi như á, là mới nha. Alo, 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 à, nói đi, sư đang mất giảng, sư đang bằng giảng bài rồi. Dạ, xin lỗi quý vị nha. À, đó, thì Hòa Thượng nói với chúng tôi á, một cái buổi nói chuyện này đó, nhà là nó bằng 10 năm đọc sách. Nhưng mà sư nhớ nha, sư phải có 10 năm đọc sách thì sư mới nói chuyện ngày hôm nay được. Đó, thành ra quý vị biết rằng lúc đó chúng tôi lên chúng tôi Hòa Thượng, quý vị biết có những lúc á, Hòa Thượng bệnh à, Hòa Thượng bệnh mà chúng tôi lên chúng tôi hỏi sư trưởng bệnh gì chứ, rồi sư trưởng giờ già mà còn bệnh nữa, giờ sư trưởng á, là coi như là sư trưởng nhớ nhớ quy diệu pháp không, nghe nhớ sao không nhớ, sư hỏi tôi đi à, sư hỏi tôi đi rồi tôi trả lời cho. Thì lúc đó quý vị biết chúng tôi hỏi Hòa Thượng tám sắc bất ly, chúng tôi hỏi đủ thứ chuyện hết à, tại sao mà tâm này nó sanh lên, nó có sở hữu này, nó không có sở hữu kia, vân vân. Hòa Thượng trả lời cho chúng tôi là coi như là đầy đủ hết. Hòa Thượng nói rằng sư đừng có tưởng tôi là già bệnh rồi sư coi thường nha, cái điều này không có đâu. Nhưng mà quý vị biết rằng lúc đó hỏi xong Hòa Thượng hết bệnh à, Hòa Thượng hết bệnh quý vị à, có nghĩa là phải suy nghĩ à, phải suy nghĩ để mà trả lời à, mà đụng tới cái đó làm như là cái nghề nghiệp vậy đó à, đụng tới cái đó cái nghề nghiệp. Quý vị biết đó, có một thời gian à, chúng tôi ở gần Hòa Thượng, Hòa Thượng cái giờ giấc rất là hay, có những ngày nào mà không có đi thuyết pháp à, Hòa Thượng coi như là bỏ cái cuốn Thập Nhị Nhân Duyên à, ở trong cái túi dẹp à, đi xuống như cái dẫn à, mà Hòa Thượng phải nói là rất là gọn, rồi xuống à, ở dưới bờ sông văng cái dẫn mà nằm à, nghiên cứu Thập Nhị Nhân Duyên, xong rồi đánh cảng lên ăn cơm, ăn cơm nghỉ trưa, nghỉ trưa xong Hòa Thượng xuống mà ôm mà cái bài Thập Nhị Nhân Duyên đó, xong rồi còn đi xuống sông tắm nữa nha quý vị à, còn xuống sông tắm nữa à, bơ ở dưới sông rồi xong rồi mới đi lên à, thay đồ đó. Thành ra quý vị biết rằng trong những cái thời gian gần đây à, những cái bài học nào mà chúng tôi bí chúng tôi đi, chúng tôi nghĩ rằng bây giờ phải nói rằng mình phải nói rằng mình bị mất đi là mất đi cái một cái chỗ dựa quá lớn, là một cái chỗ mình dựa từ trước đến giờ à, rất là lớn. Thành ra đó à, ở trong cái bài học mà chúng tôi à, giảng về quý vị đó, cho quý vị nghe à, chúng tôi mỗi khi chúng tôi giảng chúng tôi đều nhớ hết à, ngay cả trước khi
mà hòa thượng chuẩn bị là coi như yếu dần đó, là chúng tôi còn nhớ là hòa thượng đem kêu người ta đem giấy tờ của chùa, đem mộc, đem chìa khóa, giao là hết cho chúng tôi. Rồi hòa thượng nói rằng là ráng ở lại, ráng tu tập cho nó tốt, rồi nhớ những cái mùa trước khi vô hạ tìm đến những vị trưởng lão đảnh lễ để nương tựa, rồi sau khi mà ra hạ cũng phải làm như vậy. Rồi hòa thượng nói như đó thôi, chúng tôi coi như là mấy ngày sau, hai ba ngày sau nữa là hòa thượng nguyên tịch. Thành ra khi mà giảng về những cái đề tài này á, là chúng tôi cũng từng học với hòa thượng. Thành ra hôm nay đem ra giảng quý vị á, là chúng tôi nhớ, rất là nhớ đến hình ảnh của hòa thượng. Thật sự ra khi mà mình nhớ, nói mà cái trong tâm mình á, rất là xao xuyến, mà nước mắt mình á, coi như là chắc chúng tôi nghĩ rằng á, là chúng tôi cũng chứng kiến được nhiều quá rồi. Mà quý vị biết rằng cái nước mắt mình nó vẫn muốn rơi, vẫn muốn rơi khi mà nhớ tới từng lúc mà hòa thượng chỉ cho mình. Vậy thì ở đây á, cái vị mà tu tập á, mà muốn chứng đắc được những cái tầng thiền á, thì cái vị đó phải tìm tìm cái chú xứ thanh vắng. Mà tại sao phải tìm cái chú xứ thanh vắng quý vị? Tại vì á, ở trong kinh Đức Phật nói rằng là tâm của chúng ta nó quen với những cảnh sắc, nó quen với những cái dục trần trong một cái thời gian nó rất là dài. Thành ra nó không có thích là đi vào cái con đường thiền định, nó cũng không có thích là đi đến cái đời sống tu tập. Đức Phật nói rằng là cái tâm nó giống như là cái con trâu hoang đó. Thành ra đó, nó nếu mà mình muốn huấn luyện cái tâm của mình đó, thì cũng phải giống như cái người huấn luyện trâu, cái người huấn luyện con trâu. Quý vị biết cái tâm của chúng ta rồi, thật sự mà thật sự chúng ta không có che giấu cái tâm của mình như thế nào quý vị. Các loại dục trần như phim ảnh ca nhạc đồ ăn ngon cuộc sống ở xã hội nó đầy thú vị. Thành ra mình cảm thấy rằng ở trong đó nó vui, ở trong đó nó vui. Còn bây giờ mà mình đem tâm của mình vào ở trong một cái đề mục, ví dụ như là hòa thượng dạy chúng tôi là cái đề mục hơi thở, mình đem cái tâm thì lúc này quý vị thấy rằng nó có cái gì đâu vui, nó không có cái gì mà nó vui hết. Nhưng mà ở cái điều này chúng mình tu tập được thì coi như là lúc đó mình cảm thấy nó vui hơn là mình coi được những cái bộ phim hay. Chúng tôi phát hiện ra là khi mà mình tu tập về thiền mà mình an trú được, mình tu tập được thì tự nhiên mình cảm thấy nó rất là vui, nó rất là vui. Chúng tôi chia sẻ với quý vị chứ không phải là phe, không phải là phe một cái gì hết. Cũng nhờ cái mùa đại dịch của cái thời gian gần đây đó, mà chúng tôi tu tập đó, chúng tôi phát hiện ra một điều chúng tôi rất là vui. Hồi trước giờ đó, chúng tôi thấy rằng mình tu tập cái hơi thở đó, lâu lâu đó, nó bị tức ngực, lâu nó bị tức ngực. Thì bây giờ chúng tôi mới hiện ra là do cái tâm của mình điều khiển hơi thở. Có nghĩa là mình cứ hít vô thở ra, mình điều khiển hơi thở quý vị. Còn bây giờ á, không có. Bây giờ sau cái mùa dịch này chúng tôi tu tập á, là mình được an trú ở trong đó lâu. Là tại sao quý vị biết không? Tại vì bây giờ mình nhận ra được là cái hơi thở vô, hơi thở ra mình chỉ biết vậy thôi. Hơi thở vô, hơi thở ra mình chỉ biết vậy thôi. Chứ mình không có cố gắng hít vô, thở ra, không có hít vô thở ra nữa, mình không có cố gắng. Hãy mà cái hơi thở nó đi vô rồi hơi thở đi ra, ghi nhận vậy. Hơi thở đi vô, hơi thở ra, mình ghi nhận vậy. Mình không có điều khiển nữa. Thành ra đó là quý vị thấy rằng á, có những cái thời gian này á, có nhiều khi á, là do khi mà hành thiền như vậy á, là nó cái tâm mình á, nó được an vui. Thành ra quý vị thấy rằng có những lúc á, chúng tôi trễ
Khi mà sau khi hành thiền xong á, là lúc đó là 7 giờ, tự nhiên cái đồng hồ nó reo lên. Thì hội chúng mà chúng tôi đang hướng dẫn á, thì người ta, chúng tôi phải hướng dẫn người ta hồi hướng. Mà chúng tôi rất là thích, rất là thích sau khi tụng kinh. Chúng tôi rất là thích những cái ngày tháng mà chúng tôi được học ở siêu lý. Cứ nửa tháng, dạ xin lỗi, nửa giờ tụng kinh, nửa giờ hành thiền. Có nghĩa là ở trong cái thời gian một tiếng đồng hồ đó, mình tụng kinh nửa tiếng, hành thiền nửa tiếng. Mà quý vị biết cái ngày xưa chúng tôi ở dưới chùa siêu lý, học ở dưới đó, có một cái điều nó rất là khó. Cái dẫn kinh mà mình dẫn kinh, ví dụ như hôm nay mình tụng kinh, tự nhiên mình tụng có 20 phút, để người ta hành thiền 40 phút người ta cũng không chịu. Có người chịu, có người không chịu. Rồi có khi mà quý vị mà tụng kinh mà 40 phút quý vị chừa người ta lại hành thiền 20 phút thì có người chịu, có người không chịu. Thành ra cái người mà phải là siêu mà trong cái việc này, có nghĩa là phải nhạy bén ở trong cái việc này. Đúng cái thời gian đó mình lên, hôm nay cái vị lớn hạ nó không có mặt ở trong cái chánh điện, thì cái vị lớn hạ kế đó sẽ điều hành trong cái buổi công phu đó. Đó, rồi cái vị lớn nó không có thì cái vị nhỏ kế tiếp. Và cái giờ giấc mình cũng phải chuẩn, hãy 30 phút tụng kinh là 30 phút mình làm sao phải đúng ngay chỗ đó thôi. Rồi 30 phút hành thiền mình phải làm sao mà nó đúng ở cái chỗ đó thôi. Thì do nhờ học ở dưới đó, ở dưới chùa Siêu Lý Vĩnh Long ấy, có một cái căn bản, thành ra chúng tôi rất là thích, chúng tôi rất là thích. Quý vị biết rằng có nhiều khi mình lên chính điện sớm 5 phút đồng hồ mình cũng không có không có khai kinh nữa. Có nghĩa là mình đợi đúng cái thời gian, quý vị, để cho chi, để cho mọi người ở trong chùa, chúng ở trong chùa người ta quen, người ta quen với cái cách đó. Chứ không phải là hôm nay mình thích thì mình làm sớm, ngày mai mình mệt thì mình làm trễ. Cái điều đó nó sẽ gây đến cái sự mà rối loạn ở trong cái hội chúng đó. Phải nó phải đúng thời gì đó. Rồi hễ mà không có cái vị lớn điều hành thì cái vị kế đó, không có vị kế đó thì có vị thứ ba, thứ tư. Hoặc là bây giờ mà hết đến cái mùa mà lễ dân y đi, không có các vị sư, đến những người cư sĩ. Mà không có những người cư sĩ thì những vị tu nữ hoặc là những nữ cư sĩ cũng vậy, cũng làm cái điều đó được. Thành ra rồi cái điều sau khi mà tụng kinh hành thiền xong thì chúng tôi rất là thích hồi hướng. Hồi hướng cho các vị chư thiên, những người phước mặt phước mài. Có lần quý vị biết ở chùa chúng tôi, cũng mờ thỉnh được hai cái vị về. Hai vị thiền sư đó, chúng tôi không biết mấy vị đó nhìn mà đó. Chúng tôi ở ngoài, chúng tôi có một cái nói gì đó, sư mà đến anh ngã quỷ, ngài nói là những chúng sanh bê tá thì nhớ hồi hướng cho họ, tại vì đối với những cái dòng sông với con rạch thì thường thường có những cái loài bê tá, nó ưa kiếm đồ ăn, nó như là nó bị thèm thuồng kiếm đồ ăn ở đó. Thành ra quý vị biết rằng đã chúng tôi là thích, cũng như là có cái tâm quan hỷ hồi hướng đến chư thiên, đến ngã quỷ, mà đã vậy còn gặp mấy vị thiền sư, mấy vị dạy nữa. Thành ra đó quý vị thấy rằng mỗi khi mà chúng tôi tụng kinh hành thiền xong, chúng tôi luôn luôn hồi hướng sau đó rồi mới đi xuống. Thành ra quý vị thấy có bữa đó chúng tôi xuống nó trễ, 7:10 với cái đề tài chúng tôi đang nói cho quý vị đó, thì coi như là đối với một cái vị hành giả, bây giờ mình có là hành giả hay là thiền sinh hay là không phải hành giả, không phải thiền sinh những vậy, bây giờ mình phải cố gắng, mình phải tu tập làm sao mà cho nó được. Cũng như hồi nãy chúng tôi chia sẻ với quý vị đó, trước kia chúng tôi tu tập cái đề mục hơi thở đó, nó rất là mệt quý vị, nó mệt ở ngay chỗ cái lồng ngực. Nhưng mà sau này mình phát hiện ra rồi, mình phát hiện ra rồi thôi, bây giờ đó là coi như là không có điều khiển nữa. Hãy cái hơi thở ra, hơi thở vô, hơi thở ra, xong là mình biết
mình biết, hơi thở vô, hơi thở ra là mình biết. Thì mình mà theo dõi mà mình phát hiện ra được cái chỗ là quý vị biết rằng lúc đó đó, quý vị sẽ ngồi rất là lâu. À, mình ngồi rất là lâu, nhưng mà lâu này á, là không phải là ngồi chơi đâu. À, không phải là ngồi chơi đâu. Mình ngồi ở đó đó, à, mình ngồi ở đó, mình ngồi cái trạng thái tâm của mình nó rất là an vui. Thành ra chúng tôi mới phát hiện ra là mình khi mà mình an trú được á, mình an vui á, nó còn hơn là mình nghe nhạc. Quý vị biết rằng có nhiều người á, chúng tôi nói là chúng tôi không có nghe nhạc mà họ không có tin. Họ nghĩ là mình nói dối, nhưng mà thật sự ra quý vị biết không, chúng tôi có điện thoại, có máy laptop, có đầy đủ hết, à, có những cái lo luôn, à, có những cái lo rất là ấm, à, đó. Nhưng mà không phải là chúng tôi cao thượng, không phải là chúng tôi cao thượng gì hết, nhưng mà quý vị thấy đi, có khi là sáng đột xuất người ta cũng mờ giảng, có khi rồi tối đột xuất người ta cũng mờ giảng. Thành ra đó, rồi có khi mình có nhiều vị người ta nói ông sư Pháp Tính ông nói vậy chứ ông thuộc có vài bài kinh à. Thì chúng tôi hỏi quý vị bây giờ thời gian đâu mà đủ, thời gian đâu mà đủ mà vừa coi sách vở mà vừa học kinh rồi nữa. Thành ra thì chỉ thuộc nhiêu đó thôi. Thuộc nhiêu đó thôi. Thì chúng tôi muốn kể ra cái điều này đến chí vị, mình có thời gian đâu mà mình nghe nhạc. À, là cái điều đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai á, là hồi xưa đó mình nghe đó thì mình thuộc để mình ca cho người khác nghe. Còn bây giờ mà mình nghe đó rồi mình thuộc á, rồi mình có ca cho ai nghe đâu, có ai lợi kêu mình hát cho người ta nghe đâu. Thành ra lúc đó chúng tôi nghĩ rằng nó vô ích quá, à, nó vô ích quá. Mà cái thời gian của mình á, là mình coi kinh sách, mà bây giờ mình phát hiện nhiều cái quyển kinh rất là hay, mình không có thời gian mình coi nữa thì làm sao mà mình nghe. Thì chúng tôi thú thiệt quý vị á, ở trong cái bước đầu á, là không phải là mình thánh thiện hơn mọi người, không phải là mình thánh thiện hơn mọi người, nhưng mà do cái mình không tìm được lợi ích trong đó, và do mình không có thời gian, thành ra do vậy mà mình ngăn ngừa được cái điều học đó, mình ngăn ngừa được cái điều học đó đó. Thành ra bây giờ á, lúc này á, chúng tôi mới biết được là mình cảm nhận rằng á, một cái thời thiền tập của mình á, dù là 30 phút hay là 15, 20 phút thôi, nhưng mà mình an trú ở trong đề mục được á, phải nói rằng là nó có một cái trạng thái, cái tâm của mình rất là hân hoan. Quý vị biết rằng chúng tôi an trú trong đề mục được á, xuống là chúng tôi giảng cho quý vị nghe á, là tự nhiên là con người mình nó rất là hăng. Con người mình nó rất là hăng, mình nó rất là kháng khích. Còn bữa nào mà mình không có hành thiền, mình không có kiểu mà mình mệt mệt quá quái đó, quý vị biết nhiều khi á, mình khó chịu với cái trạng thái đó lắm. Thật sự cảm thấy là nó có một cái gì đó nó rất là quan hỷ trong khi mà chúng ta hành thiền. Và chúng tôi tìm hiểu ra nữa đó, thì chúng tôi mới thấy rằng là hồi lúc trước á, mình đọc á, trong những cái lời dạy của các vị thiền sư, thí dụ như ngài Mahasi, ngài Báo Ốc, thì tại sao mà các ngài cứ nói là phải ráng tu tập để mà chứng đắc ở trong cái kiếp sống này đó. Thì mình nói mấy ngày dễ gì mà mình chứng đắc được trong kiếp sống này. Nhưng mà bây giờ mình đọc đi đọc lại đó, cái phương pháp của các ngài chỉ đó, thì mình thấy có cái cơ hội để đắc quý vị. Nhưng mà tại sao có người á, là do có người đó là do ba la mật không đủ, có người á, là do thiếu tinh tấn, có người là do thiếu niềm tin, không có nên. Thành ra đó, mình tu tập nó không có đạt đến cái trạng thái an lạc. Chứ thật sự ra bây giờ chúng tôi đọc kỹ á, về cái đường lối của các ngài đó. Thí dụ như bây giờ quý vị thấy rằng á, nói về tu tập để mà tâm chúng ta đó mà nó có được nè, sát na định nè, rồi cận định nè, rồi an chỉ định nè, đó, thì mình có cái đường lối để tu tập hết. Nhắc đến cái vụ này, cái cận định như là an chỉ định, cận định với định, quý vị biết ở ngày nay ở ngoài xã hội Việt Nam mình xài cái câu nó cũng giống cái này lắm. Cận nghèo với người nghèo, người cận nghèo với người nghèo. Hôm qua chúng tôi đi trên xe, tự nhiên nói lại, mình học là cận định với định đó. Còn giờ sao ở trong cái mùa dịch này nó phát sanh lên
cái chữ mà cái danh từ là cận nghèo với nghèo đã nghèo rồi cận nghèo nữa, thành ra mình thấy nó cũng có nhiều cái nó cũng mắc cười đó. Thì trở lại với cái điều này á, thì quý vị thấy rằng á, các ngài chỉ ra cái đường lối cho mình tu tập là hãy mà không đạt đến định á, thì cũng đạt đến cận định, mà không đạt đến cận định á, thì mình cũng có sát na định ở trong đó, là cũng có sát na định ở trong đó. Nhưng mà chúng ta cũng phải bỏ ra một cái thời gian tu tập. Là vì sao? Vì như lúc đầu chúng tôi nói, là tâm của mình nó chạy theo cảnh, nó tắm mát ở trong cảnh rồi. Thành ra bây giờ á, mình đem tâm mình đến với thiền định, thiền quán á, là coi như là nó sẽ mệt lắm. Là nó sẽ mệt lắm quý vị. Là nó sẽ mệt lắm. Nhưng mà Đức Phật đưa ra cái hình ảnh á, giống như là một cái con trâu hoang. Là khi mà chúng ta muốn thuần thục nó thì nó, chúng ta phải làm sao? Phải tắt nó ra khỏi đàn, là cột nó vô một cái gốc cây đó. Khi mà cột nó vô một cái gốc cây rồi nó làm gì quý vị? Nó nhảy dựng lên, nó nhảy nó cà giật nó cà dựng lên đó. Nhưng mà khi mà nó nhảy hồi rồi sao quý vị? Nó mệt rồi thì nó cũng nằm ngay cái cọc cây đó thôi. À, nó mệt rồi thì nó cũng nằm ngay cái cọc cây đó thôi. Còn cái tâm của chúng ta tu tập cũng vậy, mới đầu chúng ta đem tâm vào cái đề mục hơi thở thì coi như là lúc đó nó đủ thứ chuyện hết. Chuyện cái hình ảnh đó mình đã từng thấy ở trong quá khứ nó cũng hiện lên, mà bây giờ nó không có cảnh nào nó hiện lên, thì trong tâm mình cũng suy nghĩ về ngày mai, ngày mốt, rồi ở tương lai, rồi ở sáng mai sao, vân vân, đủ thứ hết đó. Thành ra quý vị biết rằng khi mà chúng tôi ở trong trường thiền á, có nhiều người á, người ta cũng thích chúng tôi lên trình pháp lắm. Thật sự ra chúng tôi rất là, chúng tôi trình bày á, rất là thiệt tình. Có nhiều khi quý vị biết không, mình tu tập á, gần tới cái giờ ăn cơm trưa đó, là tâm mình tự nhiên là nó đi lang thang. Nó không biết là trưa nay mình ăn cái món đó nó có cay không, rồi nó cay rồi nó mình ăn không được, rồi nó khó chịu, nó sốt ruột ở trong thân của mình. Mà hãy mà nó cay quá đó thì nó cũng làm nóng trong thân mình. Nói chung là mình lo đủ thứ chuyện hết việc. Thành ra khi mà chúng tôi lên, chúng tôi trình pháp cho các ngài, các ngài cũng cười, các ngài cũng cười, nhưng mà các ngài giải thích lại cho chúng tôi. Ngay cả cái chuyện mà vi diệu pháp cũng vậy nữa. Chúng tôi hỏi các ngài thiền sư, bây giờ con đi, các ngài dạy mà đi mà phải dở rồi bước rồi đạp, mới đầu vô thì trái phải, rồi bây giờ dở bước đạp thì như vậy là sao? Mà như vậy là sao? Nếu mà đi như vậy đó thì thí dụ như Đức Phật và các vị chư tăng đi từ thành Ra Chá Ga Há đến thành Vê Sa Ly mà cứ dở bước đạp rồi như vậy biết chừng nào mới tới? Các ngài mới nói là sư biết về vị diệu pháp không? Nó dạ con biết. Con biết. Các ngài mới đọc cho chúng tôi nghe, ở trong đó các ngài đọc đến là coi như là Sang Kha Ví Căn, Á Sang Kha Ví Căn, có nghĩa là hữu trợ và vô trợ. Thì các ngài mới nói là có những người tâm người ta vô trợ, dạy đi biết mình đi, là cái người đó người ta thực hành theo được rồi. Còn có những người hữu trợ là phải dạy cho người ta, là coi như là dở bước đạp đó, rồi nói về thiền quán là phải biết cái trạng thái mà mình xúc chạm nữa đó. Thì các ngài giải thích lúc đó chúng tôi xa thú các ngài con biết, người con hiểu rồi. Thì các ngài nói rằng là có những người là coi như là dạy cái là biết, là vô trợ. Có những người hỗ trợ phải phân tích, phải bắt người ta làm gì đó thì người ta mới ghi nhận được. Còn thôi là cái tâm của người ta vừa đi mà người ta vừa suy nghĩ chuyện này chuyện kia đó. Thì trở lại với cái đề mục mà mình tu tập á, quý vị biết rằng khi mà tâm của chúng ta mà theo dõi hơi thở thì lúc đó đó là các ngài giải thích đó là coi như là mình nó là giống như là mình vật lộn nha nó, mình vật lộn với những cái dục trần á. Có nghĩa là tâm của mình bắt đầu nó suy nghĩ cái chuyện này, cái mình ghi lại liền về hơi thở liền. Cái lát vừa theo dõi được hơi thở chừng mấy hơi thở à, 5-6 hơi thở rồi nó suy nghĩ là chuyện khác nữa, làm nữa đó, rồi bắt đầu cái mình kéo về hơi thở, kéo về hơi thở cái nó làm cái chuyện khác nữa đó. Còn chưa nói đến cái vụ mà ngứa nữa nha quý vị. Quý vị thấy con người mình nó ngộ lắm,
khi mà mình hành thi, mình ngồi chơi nè, đó quý vị ngồi chơi đó, quý vị ngồi nghe pháp rất là thoải mái, quý vị đâu có bị ngứa chỗ nào, quý vị công nhận không? Nhưng mà thử mà bây giờ mà quý vị phát nguyện, quý vị vô, quý vị ngồi hành thiền 20 phút hoặc là 30 phút đi, con người của quý vị nó tùm lum đó. À, con người của mình nó ngứa tùm lum đó. Nó ngứa ở ngay chỗ cái môi, rồi ngay chỗ cái mặt, rồi nó ở ngoài sau lưng, nó đủ thứ đó. Nhưng mà khi mà mình tu tập rồi đó thì mình mới biết mình đừng có ngứa, mình đừng có gãi, mình nhìn thẳng, nó là phiền não, nó là phiền não quý vị. À, nó là phiền não chứ thật sự ra nó không phải nó ngứa, do cái tâm của mình đó. À, do cái tâm của mình thấy nó ngứa, chứ thật sự ra lúc đó quý vị không ngại, à, quý vị không động chạm nó, quý vị chỉ theo cái đề mục quý vị thôi thì nó qua được, à, nó qua được liền, à, nó qua được liền. Còn mà quý vị ngồi quý vị gãi nha, quý vị hết gãi ở trên mặt rồi tới ở lưng, à, nói chung là quý vị để tâm tới đâu là ngứa tới đó. À, thì cái điều này á, chúng tôi bảo đảm, à, chúng tôi đã trải qua rồi, à, trải qua rồi thì chúng tôi chỉ chia sẻ đến quý vị. Quý vị lúc đó quý vị đừng có động chạm vô nữa. Đó cũng như hồi nhỏ mà có nhiều khi á, mình cũng bị la rầy này kia đó, rồi bị phạt quỳ đồ này kia đó, không cho mình gãi, rồi từ từ nó cũng qua thôi quý vị. Thì huống hồ chi là khi mà mình tu tập về thiền đó, thì khi mà quý vị vật lộn, các vị trưởng lão dạy chúng tôi là sau khi mà mình vật lộn với nó rồi mình mới biết là nếu mà mình cố gắng thì lúc đó tâm mình sẽ thắng nó. Mà hãy mà tâm mình thắng nó thì sao quý vị? Tâm của mình thắng nó thì lúc bấy giờ tâm mình sẽ quán sát rất là khích cao, tập trung cao độ vô cái đề mục thiền của mình. Khi mà mình vật lộn với nó xong rồi đó, coi như là mình thắng nó rồi đó, là lúc bấy giờ là tự nhiên tâm của chúng ta sẽ quán sát, nó khích khao vô cái đề mục mà mình tu tập đó. Rồi cái tâm của mình á, là lúc đó tự nhiên là coi như là mình chú tâm một cách kiên cố, chú tâm riết. Nhưng mà tùy theo cái phiền não của mọi người, cái phiền não của mọi người nha quý vị. Thí dụ như là cái phiền não của mình á, nó nhiều thì mình chiến đấu với nó một thời gian rất là dài. Thật ra quý vị thấy rằng chúng tôi cũng học mà cũng tu mà cũng tạo phước, mà một thời dài mình mới phát hiện ra được là cái điều đó. Mình mới phát hiện ra được là bây giờ không điều khiển hơi thở nữa, là coi như là hơi thở vô hơi thở ra rồi ghi nhận, hơi thở vô hơi thở ra là ghi nhận, không điều khiển nữa. Quý vị nghĩ đi, thật sự ra quý vị biết rằng những cái trường thiền á, chúng tôi cũng đã từng kêu gọi quý vị hùng phước với chúng tôi qua bên đó cúng dường, rồi sách vở là cũng đọc rất là nhiều của cái đủ thứ ngàn, vị nào cũng đọc, thấy rằng xua đuổi phiền não lâu quá đó. Thành ra đó chúng tôi mới nói rằng là có khi quý vị sẽ trải qua một thời gian rất là ngắn hơn chúng tôi. Ví dụ như thật sự ra cũng có những người cư sĩ mà người ta nghe pháp ở trong đây, thì quý vị thấy rằng họ hành thiền nó rất là tốt, thì là tại sao quý vị? Cái phiền não của người đó ít, người đó không có ước vọng về tương lai, không có nhớ về quá khứ được nhiều đó. Rồi có những vị tới ngày nay cũng chưa tu tập được, là tại sao? Tại vì cái phiền não của mình nhiều. Thành ra đó, nhưng mà nói đi nói lại, chúng ta cũng phải ráng, chúng ta ráng chúng ta tu tập. Cũng như quý vị biết đó, ở trong cái thời gian này, chúng tôi cũng có một cái điều rất là vui. Bữa chúng tôi cũng chia sẻ cho nhiều vị mà hành thiền. Chúng tôi nói rằng khi mà mình tu tập mà mình theo sát được cái đề mục đó rồi đó, thì ở trong những cái bản chú giải nói là ánh sáng sẽ phát sanh. Thì ai cũng biết là cái ánh sáng nó phát sanh hết. Nhưng mà cái ánh sáng phát sanh là do đâu quý vị? Là do đâu? Thì đúng là do tâm của chúng ta có định, tâm của chúng ta có định tĩnh. Thành ra đó ánh sáng nó mới phát sanh. Trước khi mà cái tâm của cái vị hành giả nó có định thì lúc đó đó ánh sáng nó sẽ phát sanh. Mà cái vị hành giả đó, cái vị đang hành thiền đó mà theo ánh sáng là coi như là ánh sáng nó mất,
là cái tâm của quý vị đó phải trở lại cái trạng thái tu tập như ban đầu đó. Thì các vị nói rằng là lúc đó ánh sáng phát sanh kệ, mình chỉ nhìn nó thôi rồi mình quay lại với cái đề mục của mình. Nhưng mà cái chỗ mà chúng tôi muốn chia sẻ cho quý vị nghe đó, ở ngay cái chỗ này đó, là quý vị biết rằng là ánh sáng nó phát sanh là do đâu không? Là do đâu không? Cái chỗ mà phát sáng á, cái chỗ mà phát sáng á, là quý vị biết là do đâu? Chúng ta nhớ rằng là trong hơi thở mình có cái gì quý vị? Có tám sắc bất ly. Trong hơi thở của mình có tám sắc bất ly, phải không? Mà trong tám cái sắc bất ly đó, đó là nó có cái gì quý vị? Đất, nước, lửa, gió, màu. Màu là sắc cảnh sắc á. Nó rồi sắc cảnh khí, sắc cảnh vị, chất ô chá. Đó, quý vị nhớ tám sắc bất ly đó không? Đó, tám sắc bất ly đó đó là cái chỗ đó là cái, đó, tám sắc bất ly đó đó là cái chỗ đó là cái chỗ phát sáng. Nhất là cái màu sắc cảnh sắc. Thành ra đó khi đó quý vị thấy rằng ở trong cái sự tu tập đó, nếu mà mình tu tập mà mình bây giờ mình mà có niềm tin thì coi như là mình sẽ tìm được cái sự an vui. Như lúc đầu chúng tôi nói, thật sự ra cái tâm của mình khi mà nó theo những cái ca hát hoặc là những cái dục trần đó, thì nó cũng có vui. Đức Phật đã nói rồi mọi vị, nó có vị ngọt ở trong đó. Nhưng mà cái vị ngọt đó nó rất là nguy hiểm. Cái vị ngọt trong đó nó rất là nguy hiểm. Còn cái vị ngọt mà của mình tu tập đời sống thiền định thì nó không có cái sự nguy hiểm ở trong đó. Nó không có cái sự nguy hiểm ở trong đó. Thành ra đó, chúng tôi nói về nhiều về cái điều này đến chí vị, để cho quý vị có một lúc nào đó quý vị sẽ nhớ lại để chi, để tâm quý vị có cái sự quan hỷ. Tâm quý vị có cái sự quan hỷ. Khi mà cái vị mà hành giả tu tập á, mà muốn có cái sát na định hay là cận định hay là an chỉ định gì hết, thì trước nhất cái vị đó phải có bi tí. Trước nhất là cái vị đó phải có bi tí, có nghĩa là cái vị đó phải có cái sự mà quan hỷ. Quan hỷ. Mà bây giờ mình làm sao mình quan hỷ? Mình chỉ nhớ đến kinh điển mình mới quan hỷ thôi. Mình có vị thầy của mình là Đức Phật Gotama, hoặc là mình có tăng chúng là bậc thầy tổ mình, hoặc là mình nghe mình nhớ chỉ trong giáo pháp này, ở đây chỉ trong giáo pháp này, thì mình biết trong giáo pháp này là cái gì. Có nghĩa là chỉ có ở trong cái lời dạy của đấng cha lành của mình của Đức Phật Gotama mới có những cái phương pháp để mà làm cho mình tịnh hóa được thân và tâm, tịnh hóa được thân và tâm của mình. Chỉ có ở trong cái giáo pháp này thì khi mà chúng ta hành thiền chúng ta biết được những cái điều này là tâm mình nó sẽ có cái sự quan hỷ. Chứ không phải là giống như hồi lúc trước chúng tôi nghe có người ta nói thì tâm mình muốn có hỷ, lúc đó mình nhớ đến cái chuyện cười gì đó, một cái chuyện cười gì đó hoặc là một cái chuyện hài gì đó thì tâm mình nó vui. Không có nha quý vị, không phải vậy đâu. Không phải là như vậy. Trước khi chúng ta hành thiền, chúng ta muốn mình có cái sự vui thích trong cái đời sống tu tập nè, trong cái sự hành thiền này nè, thì chúng ta phải tìm thí dụ như những cái câu mà chúng ta luôn nhớ là có thiền mới có tuệ, không thiền không có trí tuệ. Hoặc là chúng ta nhớ về Đức Phật của chúng ta, đúng ra là ở trong quá khứ ngài là đắc được đạo quả A La Hán rồi, nhưng mà vì cái lòng bi mẫn thương những cái chúng sanh, thương những cái chúng sanh thì nên ngài tiếp tục để bồi bổ pháp độ Ba La Mật, cho đủ pháp độ của bậc chánh đẳng chánh giác để mà trở thành bậc chánh đẳng chánh giác đó. Thì chúng ta nhớ đến cái hạnh nguyện của ngài, hoặc là cái giáo pháp này của ngài, mình nhớ đến những cái điều đó để mà mình có cái sự quan hỷ trong cái đời sống tu tập. Nhờ như vậy đó mà mình mới theo dõi hơi thở vô hơi thở ra, có nghĩa là
Nhờ như vậy đó mình mới theo cái phương pháp mình tu thiền được, mình mới ngồi đó mình tu tập được. Khi mà mình tu tập mình có cái cảm giác mà mình quan hỷ ở trong đó rồi đó, thì chúng ta sẽ tập trung ở trên cái đề mục đó nó lâu, chứ không thôi đó, thì quý vị thấy rằng lúc đó, đó mình sẽ thân tâm của mình nó sẽ bị dao động. Mà quý vị nhớ là thân tâm mà khi mà nó dao động đó, thì hơi thở mình nó sẽ thô tháo. Mà hãy mà thân tâm mình không dao động đó, thì cái hơi thở của mình nó sẽ trở nên vi tế. Đó, từ từ như vậy á, thì chúng ta mới an trú, chúng ta mới an trú ở trong đề mục được. Thì khi mà một cái vị hành giả mà an trú ở trong cái đề mục hơi thở được rồi đó, người ta tu tập như vậy đó suốt một thời gian dài, suốt một thời gian dài á, thì lúc bấy giờ á, tâm của cái vị đó đó, tâm của cái vị đó đó nó sẽ xuất hiện, nó sẽ xuất hiện những cái những cái nimitta, có nghĩa là những cái ấn tướng. Mà những cái ấn tướng đó thì lúc đầu á, thì nó không có ổn định, nó không có ổn định quý vị. Có nghĩa là cũng tại cái vị hành giả, có nghĩa là ví dụ như mình thấy một cái điều gì đó trong cái lúc mình tu tập, thì mình đưa tâm đến cái điều đó thì cái điều đó nó mất. Tại vì như lúc đầu chúng tôi nói, cái tâm mình định tĩnh thì nó sẽ phát sanh những cái ánh sáng hay là những cái ấn tướng đó, thì mình cứ theo dõi đề mục của mình cứ theo sát cái đề mục của mình thì lúc đó tâm mình nó sẽ định nữa, nó sẽ định hơn, cái định nó mạnh hơn. Mà hãy mà mình xoay qua mà mình ngó về cái đó đó, thì giống như là bây giờ mà mình không có nạp cái năng lượng vô tâm, có nghĩa là mình không có theo sát cái đề mục mình tu tập nữa, thì tự nhiên tâm mình nó không có còn cái sự định nữa, thì tự nhiên lúc đó thì những cái nimitta hoặc là cái ánh sáng tự động nó mất đi thôi đó. Mà hãy mà mình theo dõi cái đề mục, mình quan sát cái đề mục hơi thở của mình, thì hãy mà càng tập trung được thì tâm mình lúc đó nó càng định lại thôi, nó càng định lại thôi. Hãy mà mình bỏ nó, mình thả nó ra thì coi như là nó không phát cái tâm định, nó không phát triển nữa. Mà hãy mà cái tâm định nó không phát triển nữa đó, thì những cái ánh sáng hoặc là những cái nimitta, cái ấn tướng đó, nó cũng bị, nó bị thay đổi, nó bị dao động, nó bị thay đổi đó. Thì các vị trưởng lão đó, các vị nói rằng là nếu mà lúc đó cái sự an, cái tâm của mình đó, nó càng an tịnh, nó càng định chỉ ở trong đó sâu, nó vững chắc hơn nhiều giờ, nhiều giờ, thì lúc này á, là coi như là lúc đó là cái vị hành giả sẽ thấy được những cái trạng thái của tâm của mình, cũng như là đối với chi tâm thì lúc bấy giờ á, nó sẽ chi tâm á, hồi lúc trước giờ chúng ta nghe nói đến tâm á, là coi như là nó tiến đến, nó hướng đến cái đề mục không. Nhưng mà lúc này á, là cái chi tầm á, nó sẽ dán sát vô cái tự tướng của hơi thở, cái tự tướng là hơi thở đó, chứ không phải là như là lúc này là giải thích là mình nói rằng là chi tầm, tầm là gì, tầm là hướng tâm đến đối tượng. Cái này lúc này á, cái đối tượng là hơi thở, thành ra đó cái chi tầm á, là nó sẽ áp sát vô, nó hướng đến cái nimitta ở trong cái hơi thở, anapana nimitta, cái hơi thở. Rồi cái lúc đó nó đồng thời chi tứ nó cũng có, nó cũng có mặt, là có nghĩa là chi tứ á, là bây giờ là nó duy trì, nó duy trì trên cái nimitta luôn, chi tứ á, nó duy trì ở đây là có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là nó áp sát vô rồi, nó giống như là hai cái tay mình nó chà sát vô rồi, có nghĩa là mình nắm được rồi, mình mới duy trì quý vị đó, chứ không phải là còn định nghĩa như là chi tứ là chà sát đâu, là gà sát hoặc là chà sát đâu. Mà các ngài nói là lúc bấy giờ chi tứ là nó duy trì tâm ở trên anapana nimitta. Rồi cái chi hỷ là như thế nào, là sẽ
thích thú, mà thích thú với cái gì? Thích thú hoan hỷ với anapananimitta, là cái chi hỷ lúc này là như vậy đó. Rồi cái chi lạc á, lúc này là một cảm giác dễ chịu, một cái cảm giác dễ chịu khi mà có kinh nghiệm được cái nimitta đó rồi, cái nimitta anapana đó, đó là lúc này là cái chi lạc, là coi như là nhận được một cái kinh nghiệm, mà cái kinh nghiệm này là dễ chịu, cái cảm giác này là cái cảm giác dễ chịu đó. Rồi lúc đó đó là đến cái gì, đến chi định, chi định coi như là sẽ hợp nhất với tâm, hợp nhất với tâm, có nghĩa là cái vị hành giả đó đã được năm chứng đắc được sơ thiền, có tầm tứ hỷ lạc định, có tầm tứ hỷ lạc định. Rồi khi mà cái vị đó đạt đến như vậy rồi đó, thì coi như là sẽ phát triển, nếu mà tu tập, nếu mà cái vị đó muốn, thì cái vị đó sẽ thuần thục, cái vị đó sẽ luyện thiền để mà thuần thục. Thuần thục mà khi mà nhập thiền, khi mà xuất thiền, rồi cái vị đó muốn an trú ở trong thiền một thời gian lâu cũng được đó, thì lúc đó cái vị hành giả đó sẽ thuần thục những cái pháp này. Sau khi thuần thục những cái pháp này rồi đó, thì nếu mà tâm của vị hành giả đó muốn nữa, thì sẽ phát triển lên nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Đó là do lúc đầu mà tu tập mà đạt đến như vậy đó, thì khi mà thuần thục những cái pháp mà nhập xuất rồi á, duy trì cái thiền của mình đó, rồi cái vị đó nếu mà muốn nữa thì sẽ tu tập phát triển lên để những cái tầng thiền cao hơn. Rồi nếu mà cái vị đó, đó mà lúc bấy giờ đó, là tại sao mà cái vị đó mà trở thành một cái vị thánh hữu học được, tại sao mà cái vị đó trở thành một cái vị thánh hữu học được, thì ở trong chú giải mới nói á, là cái vị á, mà khi mà đắc được những cái tầng thiền rồi đó, cái vị đó đắc được những cái tầng thiền rồi đó, thì cái vị đó sẽ quán về danh pháp và sắc pháp. Khi mà quán danh pháp sắc pháp, đến cái lúc mà cái vị hành giả đó mà phân biệt được mình có cái những cái hơi thở vô, hơi thở ra, hoặc là cái danh pháp này, cái sắc pháp này chẳng qua là chính là cái ngũ uẩn này, chính ra là cái ngũ uẩn này, mà cái ngũ uẩn này á, là cái sự chấp thủ, thành ra nó trở thành ngũ thủ uẩn. Mà khi mà nói về ngũ thủ uẩn á, thì do cái gì quý vị? Do vô minh, avicca, do tham ái, tanha, do chấp thủ, upadana, do các hành, sankhara, do nghiệp, kamma, do các nhân này tạo ra. Thì lúc bấy giờ á, cái vị đó, đó đã thấy được những cái nhân này rồi. Thì nếu mà thấy được những cái nhân này rồi thì sao? Không còn hoài nghi, không còn hoài nghi. Có nghĩa là bây giờ mình biết rồi, cái vị hành giả nó phát triển tu tập được định niệm hơi thở, rồi phát triển quán được danh pháp, sắc pháp, vô thường, khổ, vô ngã, rồi thấy được những cái nhân đó rồi. Khi mà thấy được những cái nhân đó rồi á, thì bây giờ á, chúng ta đâu có còn cái gì mà để mà hoài nghi rằng là mình là do Thượng Đế hay là do ai tạo ra, do cái gì tạo ra, cái cuộc sống này mình có mặt ở trên cái cuộc đời này là do đâu, do vô minh, do tham ái, do những cái sở hành, do cái nghiệp của mình đó, cái chấp thủ, thành ra nó có cái thân này. Thì khi mà cái vị đó quán sát thấy được những cái nhân này rồi, thì cái vị đó sẽ tiếp tục để mà thấy được vô thường, khổ, vô ngã, thì cái vị đó sẽ chứng đắc được đạo quả. Thì đây là chúng tôi mô tả lại cái quá trình tu tập để cái vị đó đi đến mà chứng đắc được những cái loại định. Thì khi mà chúng ta chứng đắc được định sơ thiền cho đến ngũ thiền, thì coi như là chúng ta an trú ở trong chánh định. Thì chúng tôi cố gắng, chúng tôi trình bày cho quý vị nghe đến đây, thì cái thời gian nó cũng vừa đủ rồi, nó cũng gần hết rồi. Do vậy thì xin được giúp là để
lúc nào đủ duyên chúng ta sẽ tiếp tục nữa, là chúng ta sẽ tiếp tục nữa, vì cái sự học của chúng ta chắc là nó đến chết thôi chứ giờ mình cũng không có biết làm sao hết. Dạ thôi chúng tôi xin kết thúc với cái phần phước này, xin thành tâm dâng đến chư tôn đức tăng và xin chia đều cái phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Mong quý ngài quý vị được an vui tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gotama, và cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên ngự trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vua trời đế thích, chư thiên tứ đại thiên vương, các vị chư thiên ngự xung quanh chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà quý vị, luôn cả các vị long vương càn phát bà ngã quỷ Atula, những chúng sanh dạ so, những chúng sanh khuất mặt khuất mài, chư thiên chúa diêm vương, các vị chư vị thầy tổ đã quá giảng nhiều đời nhiều kiếp hoặc trong hiện tại này, nhất là hòa thượng ân sư chúng tôi, mong các ngài hưởng được cái phước này để an lạc lâu dài. Nam mô. Dạ sa thú sa thú, chúng con kính tri ân đại đức Pháp Tính đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ chúng con kính tri ân đại đức. Dạ con kính thỉnh thượng tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ con kính dâng bích đến sư. Vato sapa mangalang rakanto sapa de vata sapa buddha na pha ve na sada sati phuan tu te vato sapa mangalang rakanto sapa de vata sapa na hamma na pha ve na sada sati phuan tu te vato sapa mangalang rakanto sapa de vata sapa sangha na pha ve na sada sati phuan tu te. Tất cả phương pháp có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của Pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.